Ở nước Úc này nè, là còn mấy ngày nữa là qua mùa xuân rồi. Bởi vậy hoa đào nó nở dữ lắm. Cái này là một cái hoa đào rất là đẹp, đang nở. Đó, nguyên một cái cây luôn. Rất là đẹp. Để mình zoom vô cho coi nè. Wow, nó có màu hồng, màu trắng. Họ trồng ở ngoài trước cửa. Nó rất là đẹp nha. Nó những đợt gió bà ơi, thổi ngang cái cây đào nó lung linh huyền ảo. Nó nó như thế này. Các bạn thấy nó có đẹp không? Ở ngoài rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn á. Chứ mẹ mình chi vô trong đợt cho mình đi. Đây là trường học của hai đứa con mình. À, mình trong trường mình nhìn ra bên đường thấy một cây đào rất là đẹp. Bây giờ mình chạy qua mình quay. Thấy không? Nó như thế này để đi xa một tí nha. Đó lại. Nó. Không. Đẹp quá. Gió thổi. Cái đào bay. Nó rất là bự. À, đây là một ngôi nhà đang xây gần xong rồi, một ngôi nhà mới rất là đẹp. Đó. Họ gần hoàn thành. Bên kia là trường học. Mà tới giờ học xong, học sinh đi về là sẽ có một người mặc bộ đồ màu và như thế đi ngang đường, và họ sẽ để như bảng stop để cho học sinh đi ngang qua như thế này để an toàn cho mỗi xe ngừng lại. Họ làm như vậy là hoàn toàn miễn phí, tự nguyện nha. Ở nước Úc là như vậy đó, học sinh đi học đó là học phí hoàn toàn miễn phí hết nha. Chỉ có học trường đạo là tốn tiền thôi, còn trường chính phủ là được miễn phí. Bây giờ này là người ta rước con người ta đi học về nè. Bây giờ những em còn cha mẹ chưa rước thì ở lại chơi cầu tuột, đợi ba mẹ lại rước sau. Còn đây là cây đào. Thank you.